Hôm nay gia đình mình đi thăm cái nhà người bạn này là chủ của một con chó hồi xưa mình đã take care nó 3 năm. Bây giờ mình lại vì lý do là mình đi chơi, mình gửi nó xong rồi mang về nó buồn cho nên mình lại mang trả lại cho cái anh chị này á. Cho nên bây giờ mình tới mình thăm nó, mình xin chia sẻ với cả nhà coi cái cảnh, coi là nó gặp lại mình nó có mừng không nha. Lucky bằng củ khoai thôi nhưng mà khôn lắm, dễ thương lắm. Đây đang đứng chờ. Lucky đâu rồi, đợi hoài mà không thấy Lucky. Rồi. Lucky khỏe như voi. Đây hả? Trời ơi. Trời ơi, kêu mọc tóc mà rồi. Bây giờ nó quỳ lắm. Trời. Trời đợi nó điêu nó đòi mọc tóc nè. Mọc tóc luôn hả? Thế chưa? Già rồi mọc râu luôn rồi. Hai Lucky. Lucky của mình đây nè. Lucky nè. Đây nè Lucky. Mày còn nhớ tao không Lucky? Đó, Lucky đó. Lucky là con màu đen. Lucky. Lucky già quá rồi. Lucky có tóc bạc rồi. Trời ơi, thấy thương không? Lucky bị già rồi hả con? Sao vậy nè, em Lucky nè. Em Lucky bị già rồi. Trời ơi, trời ơi, nó còn mừng nè. Nó còn nhớ nè. Lucky còn nhớ nè. Lucky. Lucky and mẹ của Lucky nè. Đây là Lucky and mẹ của Lucky đó. Ok, cho vô đường này luôn đi. Dạ dạ, để em coi 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 nó còn thấy em lì nó nhớ. Ôi trời, nó già chị Lan. Nó mọc râu mọc mọc tóc ra tóc, rồi tóc nó bạc luôn rồi. Tội nghiệp không? Khỏe mình nó mới mọc lông. Dạ, yeah, chứ còn ở nhà em thì yếu xìu. Nó đâu có mọc lông già, trời ơi. Lucky đó, nó mừng kìa, con Lucky kìa. Em Lì nó mọc lông màu trắng rồi Lì ơi. Nó bị già rồi. Đâu rồi Lucky? Lucky, Lucky, Lucky. Ủa sao Lucky vậy? Lại quay, nó dậy đó. Đó Lucky. Em Lì con ngồi xuống thử á. Ôi ôi ba, rồi còn cái con sù bự đâu rồi? Con apple đâu rồi? Đây rồi. Ờ con Nick Vicky. Vicky mang về rồi. Hi Lucky. Đó thấy chưa? Cái con tóc dài đó thông minh lắm. Sao mình nói chuyện nó ngồi nó nghe nó. Thì đó nhớ hồi xưa nó phá đó. Còn cái ông kia kìa, trời ơi. Mà sao nó ốm, nó không có bị, nó không có tròn nữa. Hồi xưa nó nhỏ, nó tròn tròn. Dạ lúc này nó ăn ít kìa nào, ăn ít cho nó ăn ít tài. Con má của Lucky vẫn khỏe chưa? Bả già lắm rồi, bả vẫn khỏe kìa. Lucky, Lucky. Tại vì chắc chịu cái này đúng rồi, tại vì đông này nhiều có thể nó rè thôi. Mình nghĩ vậy thôi. Tại vì hiểm cho nên nó bạn nó. Thương Lucky quá. Lucky còn nhớ tôi không? Hồi xưa là ở nhà là tối ngày ăn rồi nằm trên giường chung với em Lì nè. Ngồi coi tivi rồi cũng ngồi chung nè. Lucky. Đó, Lucky làm sao mà quên được. Lucky. Lucky Lucky. Lâu quá rồi không gặp Lucky đó. Let's you. Lucky chứ. Lucky ơi. Lucky đẹp gái quá. Lucky hơi bị già ha. Cho nè. Lucky có tóc bạc rồi nè. Bây giờ Lucky là mấy tuổi rồi? Chắc cũng gần chục tuổi rồi đó. Hồi xưa mình nuôi nó là nó cũng 4-5 tuổi. Giờ 2-3 năm rồi là nó 6-7 tuổi. Dạ. Em có mua bánh mì. Lucky ơi, love you baby. Are you meet me? Lucky, Lucky ơi. Hả? Are you meet me? Trời ơi, trời ơi. Con đang busy quá, em mới lì giờ đó đi học suốt ngày đâu có giờ đâu. Rồi không có đi tới đâu được hết á. Tội nghiệp, không có rảnh giờ, ngày mai được nghỉ nè. Cho nên được rảnh nè, chị Lan ngày mai thứ hai. Không, nó đi học tối là làm homework đến 11, 12 giờ đêm không à. Lucky. Ôi nhà chị Lan với có cái dàn chanh dây mà chanh dây kêu chanh dây đời mới đó. Thấy chanh dây đẹp không? Dàn chanh dây nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Wow. Mà chanh dây này nói là chanh dây là kiểu mới nha, để cho mọi người coi. Màu đỏ, màu tím. Còn cái loại trái này là loại cũ nè. Đây cái trái này là loại chanh dây cũ, còn trái này là chanh dây mới nè. Đó, đó, chanh dây lại mới, thấy trái đã không? Wow, quá trời chanh dây nè. Thanh long.
Nhà chị Lan, nhà này là ít đó, nhà chị Lan nhà nhà cũ nhiều trái cây lắm. Còn này là nhà này là ít nè. Nè bên kia là chanh dây cũ kìa, chanh dây cũ bên đây nè. Hết rồi tới trễ rồi. Đó, đây là chanh dây cũ nè, là loại chanh dây này là trái hay là trái cũ đó. Nó trái nó dài, còn trái bên kia nãy là trái mới. Đó, chanh dây loại cũ nè. Quá trời. Cái dàn chanh dây quá trời đẹp luôn rồi, nó loại mới nó ra trái tím liền, đẹp quá trời. Đây là giống một bự nhưng mà dạ.